Rồi hello, em xin chào toàn thể mọi người cũng như là toàn thể quý khán giả của kênh HKTM Cần Thơ nha. Thì hôm nay Tiến tiếp tục lên một cái video mới cho quý anh chị cô bác mình xem. Thì sẵn tiện hôm nay có anh chị ở trên Long An xuống nè, đó biển Sâm 2H1 nè. Đó, anh chị chạy xe máy từ trên Long An xuống tới Cần Thơ ghé qua cửa hàng HKTM của em để ủng hộ cửa hàng em một chiếc da dách thùng siêu lướt nha. Đó, thì con này là 36677 nè, xe thùng siêu lướt. Nói chung là xe này còn đẹp tầm khoảng 95% nha mọi người. Xe thì đã vô sẵn 4 món ăn chơi xịn này. Máy rất là lực, một xíu em sẽ test máy cho mọi người nghe nha. Đó, thì anh chị quyết định mua xe này nhưng mà anh chị không thích màu áo vàng đen, quyết định thay màu áo đen thì em cũng sạc bên con đầu 20 thùng bên kia qua cho anh chị luôn nha. Đó, thì để em nổ máy cho mọi người nghe tiếng máy của xe này nha. Đó, nói chung thì máy móc vô 4 món thì rất là tê luôn mọi người. Thì nói chung là bên cửa hàng em bán xe thùng thì em vẫn có nhận vô 4 món cho khách nha. Thì 4 món da dách xịn bây giờ giá dao động tầm khoảng 20 đến 22 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu vô 4 món da dách thì bên cửa hàng em vẫn có vô cho anh em luôn nha. Anh em nào mua xe mà muốn vô thì cửa hàng sẽ vô cho anh em luôn. Đó, thì bên này là con thùng đầu 20. Con này đã xác minh hồ sơ nha. Đó, con này nói chung là em cũng đang treo giá bán là 450 mấy triệu, 45 lít cho anh em nào thích xe thùng mà bán thường nha, giá nó cũng vừa chơi. Rồi anh em nào mà có hợp nhãn thì có thể alo số điện thoại của Tiến nha, 0345 846 819 luôn. Số điện thoại này em cũng có dùng Zalo luôn. Thì nói chung là những cái xe da dách bên em thì giá nó cũng vừa chơi, chỉ tầm rơi vô khoảng 389 ít đến 450 ít là anh em đã có da dách thùng lướt và thùng rồi nha mọi người. Thì đây bên đây em vừa về một con Sa Chia một càng, con này thì hải quan nha anh em, nó xe rất là đẹp, xe dựng như xe thùng, ở dưới lốc máy là sạch sẽ không một miếng nhớt nhau luôn nha. Đó, nói chung xe này không khác gì xe thùng luôn, đem quay dưới lốc cho mọi người coi nè. Đó, xe rất là đẹp, Sa Chia này là đúng một càng luôn nha mọi người. Thì đang đi màu áo trắng đỏ thì xe này em cũng đang có bán luôn. Đó, giá còn nó 24 ít. Rồi bây giờ em đã qua tới cửa hàng 2 thì cũng chia sẻ thiệt với mọi người là sư phụ vừa mua cái nhà kế bên nên cũng đang trong quá trình sửa chữa nhà nên là cũng có hơi bụi bặm xíu, nên là đã đem tất cả các xe bên cửa hàng qua bên này dựng hết rồi để không có dính bụi. Đó, thì hồi nãy anh khách quyết định đã chốt con thùng siêu lướt 36677 với giá 420 mấy triệu. Thì anh khách đã quyết định thay màu áo đen của con xe thùng đầu 20 qua, tại vì anh thích nguyên cây màu đen. Thì em sẽ lấy bộ mà áo màu vàng đen đó thay lại cho con xe thùng này. Thì bên này cũng có một con 2041 đã bán cho anh trai ở Cần Thơ luôn nha, biển 71C1. Anh trai ở Thốt Nốt đã ủng hộ cửa hàng một con 2041. Con đó thì độ zin khá là nhiều nên là giá nó là 300 lẻ nha. Đó, thì nói chung là cũng cảm ơn hôm nay có hai vị khách đã đến ủng hộ cửa hàng em hai chiếc xe. Thì cũng cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Thì hiện tại cửa hàng em đang có chương trình giảm giá 3-5% tất cả các xe có mặt trong cửa hàng. Anh em nào có nhu cầu muốn mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại em là 0345 846 819 nha. Rồi em tạm chào anh em nha.